Hân hoan chào mọi người đến với kênh Bất Động Sản 60 giây. Hôm nay em có mặt ở đây là thành phố Bảo Lộc. Hôm nay em có mặt ở đây là thành phố Bảo Lộc. Ở đây của mình là cách khu du lịch Đam Ri, thác Đam Ri anh chị nha, là tầm khoảng 5 km thôi. Còn từ ở vị trí đất em đang đứng ở đây, anh chị mình ra tới trung tâm Bảo Lộc là ngay quốc lộ 20 nha, 8 km. Còn nếu anh chị mình đi từ hướng thành phố mình lên á, thì mình không cần phải lên trung tâm, thì ở dưới này mình có nhiều đường vô mình đất này luôn, thì mình gần hơn một chút nữa nha. 4.600 m², thế đất cao ráo cực kỳ đẹp để anh chị mình về đây làm căn nhà ở đây định tái định cư nha, hoặc là làm homestay nghỉ dưỡng vân vân. Ở đây với đầy đủ tiện ích như là đường nhựa nè, đèn đường nè, và nhiều khu đó anh chị nhìn thấy không, homestay biệt thự vân vân dọc ở đây. Ở đây phải nói là sầm uất anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay cận kẽ hơn, anh chị theo dõi nha. Thì anh chị mình tính ha, từ đây nè quốc lộ 20 anh chị mình chạy thẳng vô ngay đất mình ở đây luôn là nó được 8 km đó, anh chị nhìn thấy khu dân cư nha. Rồi con đường này là hiện trạng là con đường đổ nhựa nè, ở đây mình đi thẳng vô nha. Đấy, em đang đứng chưa tới lô đất mình đâu, em đứng ở đây để cho anh chị, tại nó khuất mấy cái cà phê bơ rồi đó, cho nên hẹp mới đi ra để quay cho anh chị mình thêm, anh chị bởi vì anh chị theo dõi hết video nha. Đây chỗ xe đang đậu ha, là ranh giới bên đất mình nè. Cái mặt tiền của mình á, nó được đâu đó tầm khoảng gần 50 m ha. Đây có đường nhựa mình nè, của mình nó tự cọc này nè, theo cái hàng rào này nè đó, anh chị thấy không, mình thẳng tuốt ở dưới đó luôn, nó hơn 100 m nha, nằm trên cái thoi thổi cao rất là đẹp nè, anh chị thấy không đó, mình băng qua tới cây mít bên đó nha, từ đó thẳng xuống cái cà phê này. Thì đây là mặt tiền của mình nè, đó đất cao ráo rất đẹp luôn, coi như là 4.600 m², gần 5 sào ha. Ở đây là có những hôm tây nè đó, thấy không. Rồi nguyên cái dự án ở đây là dự án khu dân cư nè, có điện nè, đèn đường chiếu sáng luôn đó. Ở đây mình tới đằng đó là giáp ngã ba nha, là ranh giới mình giáp ngã ba đằng đó ha, đó giáp ngã ba, anh chị thấy đường nhựa rồi mật độ giao thông cả đầy đủ ha. Đất mình nó thấy nó cao đẹp rất đẹp luôn, mình nhìn toàn cảnh luôn. Đây đây có những cái nhà, những hôm tây đồ cắt ở dưới kia giáp với cái hồ dưới, phải nó cực kỳ đẹp anh chị. Đây của mình tới đây nè, tới cái hàng cà phê này anh chị ha, đó từ hàng cà phê này mình dài qua cái đầu xe hẹp chúng ha, ok không ạ. Đó anh chị nhìn đi, ở đây của mình là thuộc xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nha quý anh chị. Từ quốc lộ 20 anh chị chạy vào đây là 8 km, còn từ ở đập đỉnh đất này chúng ta vào tới thác Đam Ri là 5 km anh chị nhé. Và đặc biệt mảnh đất này chúng ta quy hoạch đất ở được 50% luôn nha anh chị nha, có nghĩa là quy hoạch một nửa anh chị ạ. Sau này anh chị mình hiện tại thì đất chưa có thổ cư, nhưng anh chị mình có thể đăng ký thổ cư bất cứ lúc nào anh chị nhé. Và hiện tại mảnh đất này gia chủ đang cho một cái giá là 1 tỷ 500 củ anh chị nha.